Và trong cái danh mục đầu tư lâu dài thì tiền gửi hoặc là tiền mặt thì nó luôn luôn nó chiếm ưu thế, tại vì khi mà các bạn có tiền mặt thì các bạn sẽ có cơ hội rất nhiều để mua những cái tài sản với cái giá đã được chiết khấu rất là cao. Đấy là cái điểm mà tôi rất là mong muốn là các bạn hiểu về tài chính cá nhân một cách rộng. Và một cái loại hình kênh đầu tư khác nữa mà cũng khiến cho rất là nhiều người cảm thấy lo lắng vào thời điểm này đây. Chúng tôi hay đùa với nhau rằng là năm 2021 thì chúng ta hay bàn với nhau về F0, F1. 2022 vẫn là như vậy nhưng không phải là Covid-19 nữa mà là những nhà đầu tư về chứng khoán tài chính đúng không ạ? Có rất nhiều những cái lý do khiến cho chứng khoán của năm 2022 khiến cho nhiều người cảm thấy đây là một thị trường khá bấp bênh, có thể là liên quan tới những cái căng thẳng về địa chính trị quốc tế. Còn nội tại trong nước chúng ta thấy rằng là có rất nhiều những cái cuộc bắt bớ, tức là những cái biến động trên thị trường bất động sản nội địa. Ví dụ như là khởi tố các lãnh đạo cấp cao của các tập đoàn bất động sản khác nhau này, hay là việc mà tình trạng lạm phát cao sau hơn một năm mà chúng ta nới lỏng những cái chính sách về tiền tệ. Cùng với đó, về thời điểm cuối năm này thì nhà nước cũng đưa ra rất nhiều những cái chính sách liên quan tới việc là các ngân hàng thì tăng cao lãi suất này, rồi là thắt chặt những cái room tín dụng, vân vân. Có thể thấy rằng là rất nhiều những yếu tố khác nhau ảnh hưởng tới cái tâm lý của nhà đầu tư khi mà chúng ta lựa chọn đầu tư về thị trường chứng khoán tài chính trong cái năm 2023 này. Vậy thì không biết là năm tới đây chúng ta sẽ nên đầu tư như thế nào và có cái con đường, có cái cơ hội nào được mở ra cho những cái nhà đầu tư về thị trường tài chính hay không? Thì ngay lúc này đây chúng ta sẽ cùng được lắng nghe những cái chia sẻ từ chuyên gia tài chính. Xin được giới thiệu với quý vị, ngày hôm nay chúng ta sẽ được gặp gỡ với chuyên gia tài chính Nguyễn Minh Tuấn, CEO của AFA Capital, một chuyên gia tài chính ngân hàng với hơn 19 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tự doanh ngoại hối, vàng, sản phẩm phái sinh và ngân hàng đầu tư. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ, những tư vấn của chuyên gia tài chính Nguyễn Minh Tuấn. Bác xin mời anh ạ. Xin chào các khán giả đang tham dự chương trình Dự báo thời cuộc và khai vận tài lộc năm 2023. Đây là một vinh dự với tôi đã được tham gia chương trình. Tôi biết đây là một cái chương trình được tổ chức hàng năm và rất là có uy tín cũng như là chất lượng rất là cao. Thì tôi xin được chia sẻ một chút về năm 2023. Cái điểm đầu tiên mà tôi thấy rất là thú vị ở đây đó là tuy là hai lĩnh vực tưởng chừng như rất khác nhau, đó là phong thủy và kinh tế. Nhưng mà tôi thấy có một cái sự đồng điệu vô cùng, đó là nếu như là các bạn chưa có kiến thức nhiều về kinh tế thì chúng ta hãy biết rằng là nền kinh tế nó cũng hoạt động theo chu kỳ. Đấy là cái điểm đầu tiên mà chúng ta cần phải biết. Có nghĩa rằng là nó sẽ không lên theo một đường thẳng hay là xuống theo một đường thẳng, mà nó cũng có cái những cái chu kỳ. Nếu mà chúng ta nhìn thấy cái đồ thị ở đây, tôi có chia sẻ một cái đồ thị nó mang tính chất lý thuyết, mang tính chất chung thôi. Đó là nền kinh tế của chúng ta bao giờ nó cũng có những cái đi từ đỉnh này, đi xuống bị suy thoái này, nó sẽ xuống chạm đáy, sau đó có những cái pha hồi phục và sau đó là có những cái pha mở rộng. Thế thì Covid năm 2020 đã cho chúng ta một cái nhìn rất là rõ nét về tình hình của thế giới cũng như là tình hình của Việt Nam. Và chúng ta biết rằng là ở góc độ thế giới thì góc nhìn của tôi thường xuyên phân tích trên kênh Tài chính Kinh doanh, thì mọi người cũng có thể nhìn thấy rằng là chúng ta đã bắt đầu trên thế giới bắt đầu vào cái chu kỳ của suy thoái. Thế còn ở Việt Nam thì tôi vẫn thường chia sẻ đó là với cái chính sách của chúng ta thì chúng ta đang có một cái độ trễ về chính sách nhất định, và năm 2023 chúng ta có thể đâu đó nhìn thấy những cái biểu hiện của suy thoái, nó sẽ có thể là nó sẽ rõ ràng hơn. Tuy nhiên góc nhìn của tôi thì đó là những cái yếu tố từ phía bên ngoài nhiều hơn là những cái yếu tố nội lực của chúng ta. Chúng ta có thể nhìn thấy rằng là những cái vấn đề về lãi suất thì bắt đầu tăng từ tháng 9 năm 2022 và đến năm 2023 thì nó sẽ tiếp tục vẫn giữ trên một cái nền lãi suất, tôi quan điểm của tôi là có thể là cao hoặc có thể tăng thêm từ 0,5 cho đến 1% nữa. Lý do tại sao lại như vậy? Tại vì chúng ta cũng đang nhìn thấy rằng là chúng ta bị ảnh hưởng rất là nhiều từ nền kinh tế Mỹ, và nền kinh tế Mỹ thì trong cái cuộc họp gần nhất thì vẫn nhận định đó là năm 2023 đó là cái môi trường lãi suất vẫn giữ ở mức từ 4,75 cho đến 5%. Và như vậy thì chúng ta sẽ nhìn sang Việt Nam thì đâu đó tôi nhìn thấy rằng là cái nền của các cái lãi suất điều hành hiện tại đang là 6% thì vẫn có khả năng tăng trưởng thêm 1% nữa. Và như vậy thì các cái lãi suất tiền gửi cũng như rằng là các cái lãi suất cho vay chúng ta sẽ không kỳ vọng nó sẽ thấp hơn được đâu. Đấy là cái điểm đầu tiên. Sở dĩ tại sao tôi chia sẻ cái vấn đề rất là cơ bản ở trong kinh tế đó là lãi suất, thì đó chính là cái giá của tiền. Và chúng ta hãy nhìn xem rằng là nếu mà khi mà chúng ta hiểu rằng là trên thị trường sẽ có hai thứ, một là tiền, hai là hàng hóa, thì khi mà cái giá của tiền cao thì chắc chắn là cái giá của hàng hóa nó sẽ phải thấp xuống tương ứng, tại vì cái sức mua của chúng ta nó sẽ bị ảnh hưởng.
Đấy là cái điểm đầu tiên. Cái điểm thứ hai đó là khi mà chúng ta nhìn về đầu tư ấy, thì cái góc nhìn của tôi đó là chúng ta không chỉ đầu tư một cái lớp tài sản. Ở đây tôi thấy rằng là cái quá trình làm việc của tôi thì tôi thấy mọi người sẽ quan tâm nhiều đến bất động sản. Gần đây thì mọi người có quan tâm đến cổ phiếu, mọi người quan tâm đến trái phiếu, và đa phần thì mọi người sẽ có một ít vàng. Thì khi mà cái nền kinh tế mà bắt đầu đi vào cái chu kỳ suy thoái thì về lý thuyết mà nói, thì ở cái thời điểm đó thì luôn luôn nó có hai việc chúng ta cần phải lưu ý. Việc đầu tiên là chúng ta phải nhận định được trước cái chu kỳ của nền kinh tế để chúng ta hành động trước. Đấy là cái điểm đầu tiên. Cái điểm thứ hai đó là khi mà nó đã đi vào cái chu kỳ như vậy thì chúng ta phải dịch chuyển các cái tài sản của chúng ta. Tại vì những cái yếu tố vĩ mô trong nền kinh tế cũng như là các cái biến động ở trong nền kinh tế thì ở góc độ cá nhân của chúng ta thì chúng ta sẽ không tác động được, mà chúng ta chỉ có thể dịch chuyển giữa các lớp tài sản. Chính vì vậy nên rằng là nếu như mà chúng ta nhận định là nền kinh tế đi vào chu kỳ suy thoái thì chúng ta phải hiểu rằng là ở trong kinh tế thì khi mà các cái lớp tài sản được ưa chuộng trong thời kỳ suy thoái đó chính là tiền, tiền mặt hoặc là tiền gửi ngân hàng. Ở góc độ của tôi thì trên kinh tài chính kinh doanh thì từ tháng 3 cho đến tháng 6 và tháng 9 thì tôi đều nhắc lại điều này, và với những khách hàng của tôi thì tôi cũng chủ động chuyển đổi cái lớp tài sản của họ. Nhưng mọi người lưu ý rằng là quan điểm của tôi đó là chúng ta sẽ sớm bắt đầu bước vào cái chu kỳ suy thoái. Tất nhiên là và cái tài sản mà phù hợp nhất trong cái thời kỳ suy thoái đó chính là tiền, tiền mặt cũng như là tiền gửi tiết kiệm. Mọi người có thể nhìn thấy ví dụ như là bạn nào bây giờ đi gửi tiết kiệm có thể đạt đến những cái lãi suất từ 10 cho đến 12% đúng không? Thế thì trong cái giai đoạn này thì nó có khá là nhiều rủi ro, và như vậy thì đấy là cái điểm đầu tiên tôi muốn chia sẻ với cả mọi người. Một cái điểm thứ hai đó là khi mà suy thoái thì nó có đáng sợ không? Thì nếu mà chúng ta nhìn thì chúng ta sẽ biết rằng là nếu mà nền kinh tế đi theo chu kỳ thì quan điểm đầu tiên là không có cái gì đáng sợ cả. Cái đáng sợ nhất ấy, đó là chúng ta không hiểu và chúng ta không có một cái kế hoạch để chúng ta có thể chuyển đổi cái tài sản của chúng ta làm sao cho phù hợp. Vấn đề ở đây thì tôi hay thấy mọi người rất là hay chia sẻ đó là em cần phải làm gì khi suy thoái, rồi là em nên mua mã cổ phiếu nào, hoặc là em nên mua ngành nào, hoặc là bất động sản ở đâu. Tất nhiên là những cái điều đó thì nó sẽ theo cái tình hình gọi là cụ thể ở từng một giai đoạn. Tuy nhiên thì tôi góc nhìn của tôi đó là những cái vấn đề bên ngoài. Và cũng giống như trong phong thủy, chắc là có một cái điểm đó là chúng ta phải có một cái phong thủy của bản thân. Thế còn ở góc nhìn của tôi đó là chúng ta cần phải nhìn xem cái danh mục của chính mình. Thì hôm nay thì tôi được mời đến để chia sẻ là làm sao để quản trị tài chính cá nhân trong thời kỳ suy thoái. Thì cái điểm đầu tiên tôi muốn khẳng định rằng là Việt Nam cũng có những cái dấu hiệu đầu tiên trong năm 2023 là sẽ cùng với thế giới là bắt đầu vào cái sự sụt giảm về GDP. Đó là dấu hiệu của suy thoái. Đấy là cái điểm đầu tiên. Cái điểm thứ hai là cái lớp tài sản phù hợp đó chính là tiền, tiền mặt hoặc là tiền gửi tiết kiệm. Đấy là cái điểm thứ hai. Còn nếu bạn vẫn giữ danh mục cổ phiếu thì ở trong cái chu kỳ này là những cái mặt hàng mà mang tính chất là tiêu dùng thiết yếu, hoặc là y tế, hoặc là tiện ích, những cái mà dù kinh tế có xuống hay là kinh tế lên thì chúng ta đều phải dùng, hoặc là người ta còn gọi là những cái cổ phiếu phòng thủ, thì các bạn nên lưu ý trong giai đoạn này. Đấy là cái điểm mà tôi muốn chia sẻ. Tôi muốn quên đi quan trọng nhất là chia sẻ về tài chính cá nhân. Tại vì ban nãy anh Trần Minh Bất Động Sản có chia sẻ một câu rất là hay, đó là anh nói rằng là những ai mà gọi là còn tiền hoặc là vẫn còn cái khả năng tài chính để chúng ta có thể đầu tư. Thế thì tôi muốn chia sẻ với cả các bạn một cái quan điểm của tôi về tài chính cá nhân, và có thể là cái quan điểm này khá là mới với các bạn. Đó là tài chính cá nhân là một cái lĩnh vực mà nó sẽ bao gồm 3 phần. Đầu tiên đó là một cái phần là danh mục gia đình. Danh mục gia đình thì chúng ta thường quen hay gọi nó là tài chính cá nhân, nhưng mà bản chất thì nó không phải đâu. Nó chỉ là những cái thu từ lương này, chi từ sinh hoạt của chúng ta và những cái tài sản tiêu dùng của chúng ta như là căn nhà chúng ta đang ở hay là ô tô, thì bọn tôi gọi là danh mục gia đình. Đấy là cái điểm đầu tiên. Cái điểm thứ hai ấy, mà chúng ta rất hay nhầm và hay sai của người Việt ở đây, đó chính là danh mục kinh doanh. Danh mục kinh doanh là cái danh mục mà hầu như là những cái người mà làm kinh doanh thì đấy là cái danh mục tạo ra tiền nhiều nhất. Và chúng ta sẽ tập trung nguồn lực nhiều nhất, và ở cái danh mục đó thì chúng ta có thể sử dụng đòn bẩy tài chính. Đấy là cái điểm tôi lưu ý. Mọi người hay nói rằng là anh Tuấn ơi, em mua cổ phiếu sử dụng margin thì đấy là đầu tư hay là kinh doanh? Thì mình chia sẻ luôn đó, các bạn đang kinh doanh tài chính. Các bạn đang sử dụng vốn vay và các bạn đầu tư vào thị trường tài chính thì đấy là bạn kinh doanh tài chính.
cũng như là bất động sản cũng vậy thôi. Nếu như các bạn mà mua một căn nhà và các bạn muốn sử dụng đòn bẩy tài chính sau đó bán lại thì đó là kinh doanh bất động sản. Và như vậy mình phân tách ra như vậy để đến nói đến cái phần quan trọng, đó là danh mục đầu tư. Danh mục đầu tư là những cái tài sản chúng ta đầu tư dài hạn. Và chúng ta đầu tư vào đâu? Chúng ta đầu tư vào tài sản tài chính này, chúng ta đầu tư vào tài sản bất động sản, cũng y hệt như vậy. Chính vì vậy nên là mọi người rất là hay nhầm. Thế thì cái đầu tiên ấy, ở trong tài chính cá nhân của người Việt ấy, đầu tiên các bạn hãy tính giúp tôi, các bạn phân tách các cái danh mục như thế nào, được không? Danh mục A bao nhiêu phần trăm, danh mục B danh mục kinh doanh bao nhiêu phần trăm, và danh mục C danh mục đầu tư của bạn chiếm bao nhiêu phần trăm. Tại vì việc chúng ta phân tách rõ ràng ba danh mục như thế này và chúng ta biết được cái tỷ lệ của chúng ta thì sẽ giải thích cho các bạn là khi nào bạn có tiền để khi mà thị trường đi xuống hoặc là nền kinh tế đi vào chu kỳ suy thoái, các tài sản đi vào chu kỳ rẻ, chúng ta có tiền để mà chúng ta mua. Tại vì lúc đó nếu như tất cả các cái tài sản của bạn ở danh mục B và bạn phải kẹt, phải trả nợ ngân hàng rồi, dòng tiền mới không có, thì nếu mà chúng ta không có một cái danh mục đầu tư thì chúng ta sẽ không có cái tiền để chúng ta có thể tái cơ cấu lại cái danh mục của mình. Đấy là cái điểm mà tôi rất là mong muốn chia sẻ. Về tài chính cá nhân thì nó sẽ ra là rất là dài và tôi chỉ hy vọng đây là một cái điểm khởi đầu. Tại vì quan điểm của tôi sau khi tôi tiếp xúc hàng trăm nghìn thành viên ở trên cộng đồng cổ vấn tài chính Việt Nam hay là hàng trăm nghìn khán giả của kênh Tài chính Kinh doanh, thì tôi nhìn thấy rằng là rất ít người có thể chia mạch lạc ra ba danh mục như thế này. Và cái sai lầm mà mọi người thường hay có đó là lẫn đầu tư vào kinh doanh. Kinh doanh không có gì là xấu cả. Kinh doanh là một cái chuyên môn của chúng ta. Chúng ta phải dành thời gian, kinh nghiệm để chúng ta có thể có lợi nhuận ở trên thị trường. Và chúng ta hãy lấy cái lợi nhuận từ kinh doanh chúng ta mang đi đầu tư lâu dài, hoặc là chúng ta phục vụ những cái nhu cầu thiết yếu của chúng ta, mua một căn nhà hay là mua một cái xe hơi. Chứ đừng bị nhầm và ngược lại giữa các cái danh mục này. Đa phần các cái đại gia tôi hoặc là những cái người mà có tài sản dòng cao mà tôi phục vụ thì họ thường xuyên lấy tiền từ danh mục kinh doanh và họ đi đầu tư. Góc nhìn của họ là đầu tư, còn góc nhìn của tôi là kinh doanh ngắn hạn. Và khi mà thị trường bị kẹt như giai đoạn này thì nó ảnh hưởng đầu tiên đó chính là cái công việc kinh doanh của họ. Tại vì họ vay ngân hàng. Và sau đó, tại vì họ không chuẩn bị một cái danh mục cho cuộc sống gia đình rất là tốt thì nó cũng ảnh hưởng luôn cái danh mục của cuộc sống gia đình. Chính vì vậy, khi nói về tài chính cá nhân, tôi rất là mong muốn các bạn mở rộng ra ba danh mục tài sản: gia đình, kinh doanh và đầu tư. Và các bạn hãy liệt kê chúng ta có bao nhiêu tài sản trong từng danh mục như thế này. Thì ở trong cái thời kỳ suy thoái thì các bạn hãy giảm hoặc là hạn chế bớt những cái đang nằm ở danh mục kinh doanh. Tại vì khi mà sử dụng vốn vay, khi lãi suất của tiền hay là cái giá của tiền cao thì chắc chắn là cái giá của tài sản nó sẽ giảm. Và chúng ta hãy chuyển cái danh mục chúng ta đi đầu tư lâu dài. Và trong cái danh mục đầu tư lâu dài thì tiền gửi hoặc là tiền mặt thì nó luôn luôn nó chiếm ưu thế. Tại vì khi mà các bạn có tiền mặt thì các bạn sẽ có cơ hội rất nhiều để mua những cái tài sản với cái giá đã được chiết khấu rất là cao. Đấy là cái điểm mà tôi rất là mong muốn là các bạn hiểu về tài chính cá nhân một cách rộng. Chứ không phải tài chính cá nhân chỉ đơn thuần đó là chúng ta tiết kiệm, không uống cà phê hoặc là không đi chơi trong thời kỳ suy thoái các bạn nhé. Tiếp theo đây thì các bạn sẽ hỏi rằng là thì anh Tuấn ơi, thì khi mà chúng ta có cái tài sản đầu tư, cái danh mục đầu tư rồi thì phân bổ như thế nào trong cái thời kỳ suy thoái để làm sao mà cái tài sản của chúng ta được đứng vững? Thế thì trong tài chính cá nhân thì mình rất là muốn chia sẻ với các bạn trong cái phạm vi hạn hẹp của chương trình, thời gian ngắn. Đó là chúng ta phải hiểu về cái cấu trúc của cái tháp tài sản đầu tư. Ở đây thì các bạn hãy nhớ có 3 nguyên tắc rất là đơn giản thôi. Đó là làm một cái tháp cũng giống như là kim tự tháp Ai Cập. Đó là chúng ta phải có cái đế càng rộng càng tốt. Cái thứ hai là chúng ta phải xây từ dưới lên. Và cái thứ ba đó là càng đi lên cao trên đỉnh tháp thì chúng ta mới được phép phân bổ những cái tài sản rủi ro. Tại vì rủi ro cao thì mang lại lợi nhuận kỳ vọng cao. Trên thị trường thì có rất là nhiều người hay bị nhầm là rủi ro cao lợi nhuận cao. Không phải đâu các bạn, rủi ro cao là lợi nhuận kỳ vọng thôi. Và nhiệm vụ của chúng ta phải kiểm soát rủi ro để cái lợi nhuận kỳ vọng trở thành lợi nhuận thật các bạn nhé. Thế thì ở đây thì nó sẽ có 5 lớp. Tài sản vô hình thì chắc là sẽ hơi khó cho các bạn trong một thời gian ngắn có thể hiểu. Nhưng mà tôi có thể chia sẻ đó chính là năng lực của chúng ta, kiến thức của chúng ta, mạng lưới của chúng ta hoặc là thương hiệu của chúng ta. Đó là cái cơ sở lớn nhất để chúng ta có thể đầu tư. Cái điểm thứ hai đó là lớp bảo vệ. Lớp thứ ba đó là lớp tạo thu nhập. Lớp thứ tư là lớp tăng trưởng và cuối cùng là lớp rủi ro. Thế thì bạn sẽ hỏi tôi rằng là như vậy trong từng lớp nó sẽ có gì, thì tôi có thể chia sẻ ở đây. Tài sản vô hình thì tôi vừa nói rồi, cái lớp bảo vệ đó là bất động sản để ở, bảo hiểm
vàng và bạn phải có một cái quỹ dự phòng khẩn cấp. Quỹ dự phòng khẩn cấp trong thời kỳ suy thoái là vô cùng cần thiết, tại vì nếu như bạn không có cái quỹ này, bất cứ một cái điều gì xảy ra thì bạn sẽ dẫn đến cái trường hợp mà tôi hay nói đấy, đó là phải sử dụng nợ vay. Cái lớp tạo thu nhập là gì? Lớp tạo thu nhập đó chính là tiền gửi tiết kiệm này, bất động sản dòng tiền này, trái phiếu doanh nghiệp. Tất nhiên phải chọn những cái trái phiếu doanh nghiệp tốt, tại vì chúng ta đang nhìn thấy ở Việt Nam, chúng ta nhìn thấy những cái trái phiếu 3-0, không tài sản đảm bảo này, không bảo lãnh thanh toán này, và không xếp hạng tín nhiệm rất là nhiều, cũng như là các cái chứng chỉ tiền gửi dài hạn. Cái lớp tăng trưởng đó là bất động sản tăng trưởng, liền thổ, hoặc là những cái cổ phiếu blue chip, hoặc là những cái ETF, hoặc là những chứng chỉ quỹ cổ phiếu, thì đó là cái lớp tăng trưởng. Và cái cuối cùng đó là lớp rủi ro, lớp cổ phiếu penny, bất động sản, đất nền, hoặc là những cái tài sản số. Thế thì mọi người thấy rằng là khi mà chúng ta, cái danh mục đầu tư của chúng ta chia như thế này ấy, thì chúng ta đã thấy cái tỷ trọng của những cái lớp rủi ro hoặc lớp tăng trưởng nó đã thấp hơn cái lớp tạo thu nhập và lớp bảo vệ rồi, đúng không? Ngoài ra thì trong thời kỳ suy thoái thì như phân tích của tôi, cũng như là tôi thấy rằng là anh Minh Bất Động Sản hoặc là anh Cường cũng có chia sẻ, đó là các anh thường nói về những cái lớp tạo thu nhập hoặc lớp bảo vệ, bất động sản dòng tiền này, hoặc là bất động sản mà mang lại cái thu nhập ổn định, hoặc là những cái giá trị nó đã có sẵn. Thì như vậy khi mà suy thoái thì các bạn hãy lưu ý, đó là chúng ta phải chuyển dịch các cái tài sản từ cái lớp rủi ro đến lớp tăng trưởng, đi xuống cái lớp tạo thu nhập và lớp bảo vệ. Đấy là cái cách phòng thủ để làm sao mà khi suy thoái thì những cái tài sản ở phía trên nó có cái rủi ro cao, nó sẽ bớt biến động để chúng ta có thể gây ra sự tổn thất, và chúng ta sẽ tập trung vào các cái lớp bảo vệ và lớp tạo thu nhập. Thì đây là những cái kiến thức của tôi có thể chia sẻ với các bạn để làm sao mà chúng ta có một cái năm 2023. Tôi thì tôi không hy vọng rằng là Việt Nam sẽ suy thoái ở một cái cấp độ cao như thế giới, tại vì chúng ta vẫn đang ở trong một cái chu kỳ tăng trưởng. Và tôi hy vọng rằng là mỗi người có những cái nhận định của mình về nền kinh tế, có những cái nhận định của mình về từng lớp tài sản. Tuy nhiên các bạn đừng quên, đó là phải hiểu về mình, phải hiểu về cái tình trạng tài chính của mình, phải hiểu về cái tháp tài sản đầu tư của mình để có kịp thời chuyển dịch các cái tài sản đầu tư của mình làm sao cho nó phù hợp. Vâng.